Player News. Để làm nên những thước phim rung động lòng người, đã không ít lần các diễn viên điện ảnh và ekip làm phim phải mạo hiểm tính mạng của mình để quay phim. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc quay phim cũng diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Sau đây là những lần các diễn viên đã phải đổ máu, thậm chí là mất mạng trên phim trường. Trong bộ phim Phi vụ thế kỷ Now You See Me 2013, nữ diễn viên Isa Fisher đã suýt mất mạng khi thực hiện cảnh quay mạo hiểm thoát khỏi lồng nước. Trong quá trình ghi hình, Isa đã gần như bị chết đuối vì ngộp nước khi sợi dây xích trói cô bị mắc kẹt không thể gỡ ra như kịch bản, khiến cô ngộp thở suốt 3 phút. Nhờ có thiết bị an toàn và các diễn viên phụ giúp đỡ, Isla đã sống sót, nhưng chính vì vậy mà cô đã bị ám ảnh không tham gia phần 2 bộ phim. Trong bộ phim Steel 1977 đã ghi được ấn tượng không nhỏ trong lòng khán giả khi có cảnh hành động rơi tự do từ tòa nhà cao tầng 96m gây sốc. Tuy nhiên, cảnh quay này cũng đã phải trả giá đắt bởi tính mạng của diễn viên đóng thế có tên là AG. Dù đã tiếp đất thành công, tuy nhiên bộ phận túi khí lại không đạt hiệu quả, khiến AG bị thương nặng và qua đời trong bệnh viện 2 ngày sau đó. Được làm lại từ series phim truyền hình Twilight Zone nổi tiếng, thế nhưng phiên bản điện ảnh của phim lại là vết nhơ trong lịch sử Hollywood. Trong cảnh quay truy đuổi bằng trực thăng, pháo hoa tại trường quay đã phát nổ khiến đuôi máy bay bị hỏng. Kết quả là trực thăng đã rơi xuống đất, cướp đi sinh mạng của diễn viên Vic Morrow và hai diễn viên nhí, đó là Mika Dinley và Renee Chen. Tai nạn này đã khiến các nhà làm phim Hollywood cẩn trọng hơn trong việc sử dụng diễn viên nhí cho các cảnh phim mạo hiểm cho đến khi kỹ thuật phông xanh CGI ra đời. Năm 1994, nam diễn viên Lý Quốc Hào, con trai của Lý Tiểu Long đã qua đời vì bị bắn trên đường quay The Crow. Trong cảnh quay nhân vật chính bị bắn, một viên đạn thật đã nằm lẫn trong các viên đạn đạo cụ và được sử dụng khiến Lý Quốc Hào bị bắn vào ngực. Dù đã được nhập viện cấp cứu khẩn cấp, thế nhưng nam diễn viên vẫn không thể qua khỏi vì vết thương ở chỗ hiểm. Trước khi nổi tiếng với loạt phim Fast and Furious, nam diễn viên Vin Diesel đã từng có vai diễn ấn tượng trong bộ phim Điệp viên XXX. Trong cảnh quay mạo hiểm nhảy dù xuyên qua cầu đáp xuống tàu ngầm, nam diễn viên đóng thế Harry O'Connor đã gặp phải tai nạn, va vào thành cầu và chấn thương nghiêm trọng qua đời. Sau khi bộ phim ra rạp, đạo diễn Rob Cohen vẫn giữ lại cảnh quay trên để tri ân cho Harry. Trong bộ phim Harry Potter và Bảo bối tử thần phần 1, hẳn khán giả không thể nào quên nổi cảnh tượng bảy Harry bỏ trốn bằng chổi và xe bay. Đây cũng là một trong những cảnh quay gây tai nạn thảm khốc. Trong lần diễn tập cho cảnh quay này, nam diễn viên đóng thế David Holmes đã gặp tai nạn khi bị vụ nổ trên phim trường hất văng anh vào tường, gây chấn thương nghiêm trọng. Sau tai nạn xảy ra, David Holmes đã bị liệt khiến đoàn phim Harry Potter ân hận và tiếc nuối. Trong bộ phim The Lone Ranger 2013, nam tài tử Johnny Depp đã suýt mất mạng khi bị ngã và bị chú ngựa Taylor Scott dẫm phải. Thật may mắn là tai nạn trên đã không để lại chấn thương nghiêm trọng nào cho nam diễn viên. Đầu năm 2017, nam tài tử Lưu Đức Hoa cũng bị ngựa dẫm. Không may mắn như Johnny Depp, Lưu Đức Hoa đã bị chấn thương nặng phải nhập viện và tuyên bố tạm ngưng sự nghiệp thời gian gần đây. Vừa qua là những cảnh quay khiến các diễn viên gặp phải tai nạn, chấn thương, thậm chí là mất mạng trên phim trường. Nhiều người thường nghĩ rằng diễn viên là một người đem lại sự giàu sang nổi tiếng. Thế nhưng để có được điều này, các ngôi sao đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt, thậm chí là xương máu.